Và chuyện học hành của con cái thì lúc nào cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các gia đình. Bởi vậy, nó cũng là mối quan tâm đặc biệt của chương trình Cuộc Sống Thường Ngày. Trong chương trình ngày hôm qua, chúng tôi đã cùng với các chuyên gia giáo dục bàn về chủ trương bỏ danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, thay đổi cách đánh giá học sinh không bằng điểm số mà bằng nhận xét ở bậc tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp tục chủ đề dạy và học ở bậc tiểu học, ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay một nhà giáo giàu kinh nghiệm, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục để cùng trao đổi với ông những nhận xét, suy nghĩ về cách dạy và học cho học sinh tiểu học hiện nay qua chính những trải nghiệm cá nhân của ông với tư cách là một người ông đang có cháu ở bậc tiểu học và với tư cách là một nhà giáo dục. Xin trân trọng và giới thiệu nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi. Xin cảm ơn nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi đã tới tham gia chương trình Cuộc Sống Thường Ngày. Dạ vâng, thưa nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi, chúng tôi được biết rằng là ông có một cháu đang học tiểu học, học lớp 5 rồi phải không ạ? Vâng, ông có thể chia sẻ là việc học của cháu ông như thế nào? Có nhẹ nhàng, thoải mái hay là rất vất vả? Cháu thì cũng tiếp thu được, cho nên học cũng không đến nỗi vất vả lắm. Nó thật tình như thế. Thế mà tuy nhiên thì cũng có những lúc thì cháu cũng bị hơi căng thẳng bởi vì có những cái bài tập học thêm. Đấy. Thì cái này thì tôi nói thật là tôi thì không tán thành lắm, nhưng bố mẹ cháu thì lại muốn cháu học thêm. Tức là cháu có đi học thêm. Cháu có ngay đi lớp học thêm. Năm đã đi học thêm đi học thêm rồi. Dạ vâng. Đấy. Thì cái đấy thì đứng mặt quan điểm giáo dục thì tôi không tán thành, nhưng mà cái này là quyết định của bố mẹ cháu thì tôi tất nhiên là không thể phản đối. Vâng. Đấy. Thì tôi thấy là cái chuyện mà cháu học thêm như thế thì nó cũng có cái căng thẳng. Vâng. Và đấy là cháu còn là một cái cháu tiếp thu tốt các bài tập ở lớp thì cháu có thể giải quyết được nhanh đấy. Đúng. Chứ còn với những nhiều cháu khác mà bài tập ở lớp chưa giải quyết được lại thêm bài tập học thêm nữa thì không đúng biết thế. Như thế nào. Vâng. Rất vất vả. Và cùng chia sẻ với những cái quan điểm của ông thì chúng tôi xin giới thiệu với ông một cái phóng sự phản ánh những cái ý kiến của các bậc cha mẹ về việc là con cái của họ học hành vất vả như thế nào ngay ở bậc tiểu học. Chị Nga đã cho bé Bảo Hiếu học thêm 3 buổi mỗi tuần trước khi vào lớp 1. Bé đã biết đọc, biết viết, thế nhưng bây giờ, tối nào hai mẹ con cũng vẫn phải vật lộn với số bài tập cô giao. Một đứa bé mới có 6 tuổi thôi, nhưng mà mình thấy là phải viết rất là nhiều và phải đọc cho suông câu, rồi còn phải viết chính tả nữa. Yêu cầu của Bộ Giáo dục dành cho học sinh lớp 1 đó là khi kết thúc lớp 1 thì các bé cần phải biết đọc và biết viết. Tuy nhiên thì mới vào năm học chỉ có hơn 1 tháng thôi thì bé Hiếu đã phải viết những câu chính tả khá là phức tạp như là bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho việc học của bé Hiếu cũng như là phụ huynh khá là vất vả. Chị Nguyễn Hải Ninh có 2 cô con gái sinh đôi học lớp 1 tại một trường ở quận Bình Thạnh. 2 con cùng học lớp 1 nên chị càng vất vả trong chuyện hỗ trợ con hoàn thành bài tập về nhà. Trường 4 giờ thì các cháu về. Nên tôi đón các cháu về thì chỉ được vui chơi có nửa tiếng. Xong các cháu lại phải vào học bài luôn. Học bài đến 6-7 giờ thì các cháu đi tắm rửa, ăn uống. Xong lại quay ra học tiếp. Ngày nào, ba mẹ con cũng dành từ 2 đến 3 tiếng để làm bài, nhưng nhiều hôm cũng đành phải bỏ giờ. Vâng, thưa nhà giáo Vũ Thế Khôi, chúng ta vừa theo dõi một cái câu chuyện ở một gia đình, nhưng mà nó là một cái câu chuyện chung trong rất nhiều gia đình bây giờ, tức là về nhà, bố mẹ cùng con cái là rất là chật vật với cái chuyện học của con dù cháu mới chỉ học lớp 1 thôi. Theo ông, tại sao bây giờ các cháu lại vất vả đến như vậy? Đó là do cái chương trình học hay là do phương pháp dạy? Thứ nhất phải nói là do chương trình. Bởi cái chương trình nó là một cái khung quy định rồi. Thành như là nhà trường là cứ phải thực hiện. Mà chương trình sở dĩ nặng ấy, thì theo tôi là vì là người ta xác định sai cái mục tiêu ở tiểu học. Bậc tiểu học đâu phải là cái bậc để nhồi nhét kiến thức. Bậc tiểu học là bậc dạy cho các con phương pháp học, cách học. Thế nhầm ở cái chỗ, tức là cho nó là phải trang bị kiến thức, cho nên nó vô tận. Và khi chương trình như thế thì cô giáo chạy theo sách giáo khoa đã mệt. Rồi những cái không kịp làm trên lớp thì tống về nhà. Mà lẽ ra ở bậc tiểu học là phải không có bài tập ở nhà, như ở các nước tiên tiến. Tất cả mọi việc là giải quyết trên lớp.
thì các con sẽ không bị căng thẳng. Bộ Giáo dục cũng có cái quy định là không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học rồi, vậy theo ông thì tại sao mà Bộ Giáo dục quy định bằng một văn bản nhưng mà chương trình thì lại Bộ Giáo dục không sửa. Tức là trong cái lượng kiến thức trong chương trình nó quá lớn. Cái này nhiều thầy giáo đã phát biểu, nhiều giáo sư phát biểu, tôi không muốn nhắc lại. Tôi nói ví dụ thôi, một ví dụ như giáo sư Văn Cương nói rằng là đến 1/3 chương trình toán của phổ thông là nó không phải kiến thức phổ thông. Tức là người ta hiểu nhầm cái mục tiêu phổ thông. Vậy theo ông thì là một người ông cụ thể, như ông nói rằng là cái bậc tiểu học thì nên dạy cho các cháu phương pháp học thôi chứ không phải là để nhồi nhét kiến thức. Vậy theo ông cụ thể là một nhà giáo và cũng là một người ông thì ông muốn cháu sẽ học được những cái phương pháp như thế nào? Theo tôi thì này, tức là thứ nhất tức là cháu phải học được cái phương pháp đánh vần, viết chữ, làm tính đó, chứ không phải học những con toán cụ thể, học những cái bài văn cụ thể mà cháu phải thuộc lòng. Hiện nay là chúng ta nặng vào cái chuyện học thuộc lòng, mà cái chuyện học thuộc lòng đấy là nó đòi hỏi rất nhiều thời gian. Thế một điểm nữa tôi nói thật, cái chuyện mà các con chúng ta, các cháu chúng ta nó vất vả quá như thế, nó quá tải, trước hết là lỗi ở bố mẹ đua nhau ạ, tạo nên một cái áp lực cho con mình. Thế nhiều khi là đứa trẻ ở trường về đáng nhẽ nó phải được thoải mái, nhưng nó chưa kịp nghỉ ngơi cái bố mẹ nó nhắc học bài đi chứ đó. Thì như thế tức là tự mình tạo áp lực cho con mình. Thì cái đó nó do cái chương trình là một, hai là cái phương pháp. Cho nên tôi rất mừng khi nghe nói là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có một quyết định là chuyển dần sang cái cách đánh giá không bằng điểm. Đánh giá học sinh tiểu học thì nó đỡ rất nhiều cái áp lực cho con trẻ. Mặc dù tôi có đọc báo thấy là chính là các thầy cô giáo lại kêu là thế là thầy cô giáo lại quá tải. Nhưng tôi nghĩ thật, chẳng thà thầy cô giáo và người lớn quá tải còn hơn là để cho trẻ em quá tải. Dạ vâng. Ông vừa nhắc tới cái chuyện là bố mẹ ép con mình học, thì bản thân tôi cũng thấy là rất nhiều bố mẹ chia sẻ là họ không muốn ép con mình học như thế đâu, nhưng mà chỉ sợ là đến lớp thì cháu không thể theo nổi chương trình, nên là phải dạy cháu rất là kỹ, thậm chí dạy trước những cái bài mà hôm sau cháu đến lớp sẽ học. Đấy thì tôi mới nói là tức là tại chương trình, tại cái cách đặt vấn đề dạy con em ở nhà trường, khiến cho bố mẹ có muốn cho con được thư giãn, được nghỉ ngơi cũng không dám. Rồi bố mẹ này lại nhìn bố mẹ kia, thế rồi lại cái điểm số đó nó cũng là đuổi sau lưng nữa. Đấy, muốn con mình là phải giỏi toàn diện cơ, phải toàn điểm 10 cơ, ví dụ như thế. Vậy thì bây giờ đang trong cái tình hình hiện nay thì theo ông là bố mẹ nên dạy con mình như thế nào ở nhà để cháu vẫn có thể thư giãn được mà vẫn tiếp thu được bài tốt? Tôi thứ nhất tức là về mặt quản lý giáo dục ấy, thì trách nhiệm trước hết là ở cơ quan quản lý giáo dục của nhà nước, của bộ, của các ban ngành. Nhưng mà ở gia đình ấy, thì theo tôi này, tốt nhất bố mẹ hãy từ bỏ cái chuyện con mình phải nhất thế giới nhì Đông Dương. Hãy từ bỏ cái ý định đi, miễn là con nó tiếp thu được, nó học được. Còn nếu lỡ nó có bị 1-2 cái điểm mà không phải điểm 10, không phải vấn đề gì lớn, đừng có gây áp lực cho con trẻ. Chính bố mẹ cũng phải bỏ cái tư tưởng đặt quá nhiều, chạy đua thành tích, đặt quá nhiều những cái gánh nặng lên vai con mình, đúng không ạ? Rất là cảm ơn nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi đã tới tham gia chương trình Cuộc Sống Thường Ngày và chia sẻ với chương trình những quan điểm của ông.